Hello, hello, bà con, cô bác có nghe tôi nói gì không hả? Nay nói về cái chuyện tại sao dân miền Tây qua Mỹ sống khổ hơn người ta. Thôi tôi kể chuyện của tôi với mấy bạn già miền Tây tôi cho quý vị nghe nhé. Dân miền Tây thì những cái điểm tốt của dân miền Tây là ăn ngay nói thẳng, chất phác, hiền lành, có sao nói vậy người ơi. Cọc tính nữa, qua Mỹ này cái đó nó giết mình đó. Hỏi sao vậy? Thì đó, qua đây là đôi khi nói thẳng quá, cái người ta nói mình nó không có biết ga lăng. Mà nhiều khi cái mình có cái chuyện vậy cái mình nói thẳng quá mà nó không giống văn hóa của Mỹ. Mỹ là phải nói làm sao cho nó nhẹ nhàng, nó dịu dàng. Rồi cái nữa nó cọc là nói hồi là quýnh à. Mà vừa rồi mấy ông nội miền Tây mình nè, không biết làm gì đó, vợ nó nói năng gì đó, con năng cái là thế là bóp. Rồi sau đó con vợ nó đâu có vừa, nó bên Việt Nam nó đã ghét rồi, nó chịu đựng rồi, qua đây phải không, mà gái miền Tây nó cũng nóng lắm, cầm phone lên, hello help me, rồi xong nay quanh quanh trong vòng xíu lại là còng tay liền anh chàng đó, khổ lắm, đánh vợ là chết. Cho nên bây giờ đó, ủa bên đó lễ gì vậy? Bên đây tôi chỉ có bên đây lễ gì, nên không có lễ lộc gì, bên đó có lễ hả? Ừ, cho nên bên đây là nó còng tay vô là thế là xong đời rồi, mà nói theo kiểu là người dân miền Tây tôi rồi, theo ông bà ông giải rồi con ơi. Vừa rồi theo mình biết ở tiểu bang mình có cả ngàn người sắp bị trục xuất về Việt Nam, mấy cái tội sau đây nè. Tội đứng đầu là bạo hành gia đình, đánh đập vợ con. Cái tội thứ hai mà dân miền Tây dính hơi nhiều nè các anh ơi, nhậu lái xe. Má ơi, ở dân mình thì hở tí là một xị nha. Người ta nói một xị là cho chó ăn chè, hai xị thì thấy đâu nằm đó, ba xị thì thấy ai cũng không ngó. Qua đây đừng có một xị. Dạ, nay yếu rồi anh ơi, già rồi, cho nên uống chừng chung thôi, mà lái xe đó nha. Rồi uống chừng chai thôi mà lái xe đó, biết cảnh sát Mỹ nó làm gì không? Nghe nè, nó bắt là đi đi cho nó coi, là đi mà hơi mà lộn xộn là bắt đầu nó tiến tới một bước là làm gì với ông, thử thử nồng độ cồn, nó đưa cái máy vô nó kêu thổi, chỉ cần một ly thôi, một chai thôi là lên đường liền. Còn mà nó thử không ra biết nó làm gì không, nó đưa đi, nó chở đi thử máu, nó chở đi thử máu, mà thử máu mà nó phát hiện trong đó có alcohol đó rồi xong đời. Xong đời, bên đây mà uống rượu lái xe là nó thuộc cái tội nặng lắm. Cho nên mấy anh dân miền Tây mình qua đây là đảm bảo khổ biết sao không, sẽ không dám đụng tới một cái giọt rượu. Mà muốn uống rượu là phải gì, phải đi kiếm xe taxi chở về đấy. Mà nó phát hiện ra là mốt là thứ nhất đó, nhẹ là khỏi thi quốc tịch, nặng là nó trục xuất về nước luôn, thấy chưa? Cho nên dân miền Tây qua đây là treo mỏ, cái mỏ treo lên rồi rồi sau đó treo bình, treo chai luôn đó, như tôi nè đấy, bao nhiêu cái bình rồi đó,
treo hết trơn đó rồi, treo bình hết rồi, bình nào cũng treo hết á, khổ lắm. Cho nên qua đây bây giờ nhớ nhất là nước mắt quê hương. Trời ơi, biết chừng nào mà giờ già cả lại ăn nhậu gì. Mà bên Mỹ này á, không bao giờ cô bác sẽ hiểu được cái câu là Mỹ tủ bồ đào dạ quang bôi. Mỹ tủ bồ đào dạ quang bôi là làm sao? Là uống rượu. Uống rượu Mỹ là phải có bồ, có đào thôi. Forget it, quên nó đi. Rượu Mỹ hả? Rượu Mỹ bên đây mua hả? Khó lắm. Con nít á, là phải 21 tuổi lại đây trở lên thì nó mới cho mua. Còn uống rượu á, đi đâu cũng vậy cho, mà công nhận mấy thằng Mỹ này nó cũng rảnh, nó dở hơi thiệt. Đi vô uống con chai bia chai rượu mà nó kêu đưa cái ID đây, lúc đầu vui lắm. Nó nhìn cái mặt tôi nó hỏi ID please. Tôi hỏi what? Nó ID. Tôi đi. Nó no, ID. Tôi đi. Cuối cùng cái nó nói cầm cái thẻ. Tôi mới cầm ra tôi đưa. Nó nhìn cái mặt tôi vậy mà nó hỏi tôi, nó nghi ngờ tôi là dưới 21 tuổi. Không phải. Tưởng đâu là nó khùng, không có khùng đâu. Cái xứ Mỹ gì, cái xứ gì kỳ cục. Nói là cái tự do, mọi thứ mà tự do trong cái gì biết không? Trong cái đống khung. Má ơi, đi mua có một chai thuốc ho thôi à. Tại vì thuốc ho đó là trong đó nó có cái chất ngủ. Nó cũng bắt đưa cái ID ra, nó scan qua cái số nó lưu lại. Mua chai bia nó cũng vậy. Biết tại sao không? Không biết thì nói Mỹ nó khùng, nó dở hơi, nó rảnh. Biết sao không? Nói cho nghe. Công nhận Mỹ á, nó suy nghĩ á, nó suy nghĩ xa bà cố luôn. Nó biết á, nhiều khi á, nó ghi lại đến chi biết không, cảnh sát sau này có cần report thì biết. Lý lịch cái thằng này, dụ nó ra đường đi, nó chạy xe chỗ kia, nó tông người ta, rồi nó nói là nó không có uống rượu, nhưng mà bằng chứng sau điều tra cảnh sát biết trong ngày đó giờ đó thằng này nó có ghé chỗ này, nó mua rượu mua bia, thì suy ra đó thằng đó đó chụp nó đúng tội rồi. Rồi như thế này nha, chẳng hạn như bây giờ đi mua thuốc ngủ, ai biết thằng già dịch này nó mua nó uống hay là nó đi hại đời con gái nào của ai, nó cho nó uống thuốc ngủ người ta ngủ nó làm bậy đúng không? Cho nên nó ghi lại hết. Mỹ này nó rảnh lắm, đúng như trang, nó rảnh thiệt đấy. Như cái nữa đó, nhân miền Tây mình thì cứ nghĩ rằng là chim trời cá nước mà vật đồ, chim trời cá nước, cây trái hoa cỏ động vật là trời ban cho mình, quà thiên nhiên tặng cho mình, thì cứ vô tư mà hái mà lượm mà bắt về ăn. Đừng mang tư tưởng nó từ bên Việt Nam, bên miền Tây mình qua đây mấy anh ơi. Tự dưng á, đang yên ổn khi không khi khổng, đang yên đang lành, thành ra gì biết không? Thành ra bị thần kinh, bị khùng. Muốn nghe không? Kể cho nghe. Số là như vậy. Tôi có hai vợ chồng của chị bạn đó đó. Xin lỗi bà con nha, già cả như tôi rồi đó thì rảnh lắm, có chuyện gì làm, cho nên nhiều chuyện lắm, mà đặc biệt là già rồi cho nên không có chuyện gì làm, rảnh lắm, nghe đầu này tọc mạch đầu kia, cho nên có chửi tôi nhiều chuyện thì tôi cũng chịu, mà tại vì nó là như vậy đó. Như thế này, hai ông bà đó
cũng dân miền Tây qua bên đây đi vô công viên dạo chơi, vô công viên dạo chơi. Cái cụ bà thấy con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm gì đó vô tình vậy nó bay. Đâu đâu anh ơi, bắt con bướm cho em. Rồi ông già nhảy vô hì hục rượt bắt con bướm. Rồi xong xuôi cái thấy cái bông đẹp, anh ơi cái bông đẹp hen, bức bông cho em. Rồi bức bông bắt bướm, rồi lẹt xẹt vui quá. Cụ ông cài cụ bà cái hoa trên đây bóp tơn tơn ra, đi về vừa bước ra khỏi cổng công viên, bolit thổi cái tét dừng xe lại chụp ông bà, thấy chết chưa, anh ơi bắt bướm cho em, anh ơi hái hoa cho em ơi đừng xúi anh bị khùng khùng. Ổn chưa, hồi trước tôi có kể cái vụ khác nữa. Cái vụ khác nữa là vụ gì biết không, cái vụ mà đi lụm trứng á, biết lụm trứng rồi gì đó, cũng ông bà già khác nữa, đi vô rảnh quá thấy trứng vịt người ta đẻ đẻ ngoài công viên ngoài bụi rậm, ở trời ở chim trời cá nước mà ai mất được mới ăn, hốt về ngộ nó phạt trứng trăm, nó phạt cho mười mấy trứng ngàn mấy đó, khổ chưa. Đấy qua đây thôi đi đừng có rảnh, hồi trước tôi coi cái kịch Cha Hoài Linh Cha Nói á, mình cứ cười không mà lúc mình chưa có qua Mỹ. Nó nói em vô công viên em thấy cái nước nó xì tùm lum, em lấy bao ni lông em bịch em sợ nó xì tràn. Má ơi cái đó là hệ thống tưới tự động, người ta làm ơn đi nha, đừng có rảnh rỗi xin nông nổi đừng có làm cái chuyện đó, ai can du du đừng có đu please. Nè cái tiểu bang tôi dịch đầy hết trơn, cái này Việt Nam gọi là con le le qua đây đừng có bữa nào mà rảnh quá không có gì thèm vịt sáo măng cái đi đập mấy con này bắt đi rồi tù đó, đừng có giỡn nha mấy thím. Bên Mỹ này có những cái con đừng có đụng vô, đó là con đại bàng đó. Bên Mỹ này nó tôn thờ đại bàng lắm, nó đại bàng các kiểu nó đều tôn thờ hết, hình ảnh quốc gia gì của nó đó bắt đi tù đó đừng có giỡn. Cái xứ này đừng có tin nó nói tự do hả, có tự do đâu, tự do trong cái khung ở Việt Nam mấy người mới là tự do đó. Trở về cái chuyện mà lái xe uống rượu, nếu mà lỡ mà có hứng chí anh hùng lên nhậu làm ơn một chai là phải nghỉ ngơi ít nhất là 45 phút, uống ba chai nước suối vô sau 45 phút thì mới được lái xe, đừng có ngu ngu mà vừa uống xong dở máu anh hùng lái xe xong mới chụp một cái xong luôn. Tại sao qua Mỹ này có nhiều người 20 30 năm chưa có bằng lái xe, hỏi ra cái ính lực nó cũng được chứ đâu có tại đâu. Lý do đơn giản uống rượu lái xe, trong cái giấy tờ đó lý lịch nó có thúi quắc luôn, thúi hơn 9 giờ trứng vịt ung nữa, rồi sau này lộn xộn nó rớt nó đuổi về Việt Nam, lúc đó hỏi làm sao ôm hận. Đấy chưa, đấy làm ơn đi, sống ở xứ người ta nó khổ lắm chứ không phải giỡn đâu. Thôi cho nên là lực đâu thì biết đó thôi. Rồi còn gì nữa, có nhiều anh hỏi ừ già đi cài đến bao nhiêu tuổi thì nghỉ được, nghe nói lãnh hưu thì lãnh như thế nào. Tôi có một cha bạn già đó, năm nay là 62 tuổi, chuẩn bị bước qua 63, làm được 10 năm ở Mỹ rồi, thèm lắm, thèm muốn nghỉ hưu để về Việt Nam, nhưng mà không chịu nghỉ,
miệng thì than như ngoé nhưng mà nó cực thì lúc nào cũng than mà không chịu nghỉ. Hỏi cái này phức tạp lắm mấy ông có hiểu đâu, phải đợi qua 65 mới dám nghỉ. Cái ba lần tôi gặp mấy chả uống trà tôi nói ơ thằng cha là hu bám tới rồi kìa. Có nghĩa là hu bám là sao phải không, thay vì nghỉ hưu không chịu mà cứ bám lấy đen chi để cuối cùng để mình mới được hưu, gọi là hưu bám đó, cha hưu bám tới rồi kìa đó. Sau này điều tra cả năm trời mới biết cái thằng cha già mắc dịch, nói mẹ cho người ta biết đi không cũng gán úp úp mở mở, té ra mới biết điều á. Nếu mà 62 tuổi mà nghỉ á thì cái đó nó gọi là hưu non đấy, nó bèo quá, trong khi cống hiến nhiều cho nên gán 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 tới nhiêu 65 mới lãnh thì được lãnh trọn vẹn đấy. Nhưng mà cái chuyện này cũng dở khóc dở cười lắm, đối với các em các cháu mà nhỏ nhỏ đó thì cái cuộc đời đó thì các em các cháu tính theo năm, tính theo niên kỷ, nghĩa là tính theo năm là tính theo từng năm là niên kỷ. Còn như tuổi như lão đây 60 70 về rồi đó là tuổi nó tính theo từng tháng từng ngày, một năm nó dài đằng đẵng à. Cho nên có nhiều khi mấy hôm ngồi uống trà với mấy ổng mới đọc cái than đó, không biết có sống được tới năm sau không mà chờ tới 65 lãnh hưu. Mà nếu mà tính ra đi nữa, nếu mà mình mà chết sớm thì cũng vậy thôi. Nhiều ông nói thôi ham làm gì ông ơi, 50% cũng đủ rồi, liệu có sống nổi tới ngày đó mà chờ mà lãnh hay không. Tới ngày 62 sống khỏe về lãnh là đủ rồi, bởi vì cha nội nhạc sĩ Y Dân cho viết đó. Em ơi em có bao nhiêu 60 năm cuộc đời đó. Đợi cái 60 năm mà sống nổi không mà ham hả. Có nhiều ông bạn ấy, tôi thì nhìn mặt á ông thấy không hả? Nhìn cái mặt vậy á, thấy tôi già chát vậy đó, mà biết tuổi tôi nhiêu không? Tuổi tôi chỉ có 61 à, mà thật ra tuổi thiệt ông biết nhiêu không? Hỏi nhiêu? Tuổi thiệt 70 rồi. Nó nói gì kỳ ông nội, 70 sao lại là 61? Nói số là như vậy. Hồi xưa lúc mà còn nhỏ đó, trốn lính, khai tuổi giả, nó cứ nghĩ rằng là lướt lúc đó là sướng rồi, bây giờ nè mới thấy cái cảnh là thấy chưa, bởi người ta nói một câu đó nhân quả à, cho nên nó không tin không được đâu, tới bây giờ già rồi cái quả nó mới tới. Thay vì nghĩ được 4 5 năm về trước hưởng trọn vẹn rồi, bây giờ phải chờ thêm 4 5 năm nữa, thấy ngu chưa. Ăn gian 9 năm bây giờ phải trả lại đúng 9 năm má ơi, thôi hưởng 50% cho nó lành. Cho nên là ôm cả cái nỗi buồn nỗi hận, tôi nói đó nhân quả công bằng lắm thấy chưa. Uống miếng nước cho coi. Năm nay tính rồi, năm nay tính rồi là phải có cái cớ gì về Việt Nam để mà cho nó vui vẻ, cũng có chuyện để làm, cũng có công có chuyện để làm chứ, mà về không á ăn bám mấy đứa nhỏ mất công nó chửi cha mình lên nữa. Đang muốn làm mai làm mối cho con mấy đứa cháu ở Việt Nam nó kiếm chồng mà khổ nổi đó, khổ nổi mấy ông nội bên đây á nổ quá, cho nên cũng sợ lắm cũng ớn lắm. Ông nào cũng là giám đốc, ông nào cũng là trưởng phòng, ông nào cũng là supervisor hết, ông nào cũng là chủ, ông nào làm công hết á. Mà qua đây mới tá hỏa tâm tinh ra,
Tôi có dặn mấy con cháu, ê tụi bay đừng có ngu mà nghe tụi nó hót nha, chứ có gì phải hỏi ông tí. Già già chứ ông biết cách ông coi tụi nó làm sao, thằng nào nổ nó không qua mặt được ông đâu. Cho nên mấy đứa cháu nó cũng muốn kiếm chồng, mà bây giờ thì dày, cho nên là bây giờ cho nên là nó phải kiếm thằng nào được được rồi. Cũng mấy thằng bên đây nó muốn kiếm vợ bên ở Việt Nam, mình cũng phải sao, cũng phải coi con nào bên đó được được để giới thiệu, chứ mà giới thiệu bậy bạ một chút á, qua đây á, nó sướng á, thì nó oh yeah, nó không có nói thì mình đâu. Mà khi mà cơm không lành canh không ngọt á, chén dĩa bay, nó lôi mình ra nó chửi, nó đào, nó bới lên, nó nói thằng cha hai già mắc dịch ham ăn cái đầu heo giới thiệu rồi sao, rồi cái bây giờ khổ thân tôi như vậy thế nè, đồ cái thằng cha già hai mắc dịch mắc gió không chết đi cho rồi đi, khổ lắm. Nhưng mà thôi kệ nó, ráng kiếm rồi có chuyện gì làm, rồi làm được cái mối nào được cái bắt đầu về mình cũng đường đường chính chính đứng ra ăn nói. Ừ dù sao nữa cũng cái mác Việt kiều, biết đâu trong cái đám cưới của các cháu vớt được hụ nào làm sao, vớt được mẹ giá nào làm sao, đúng không? Mấy giờ rồi cà, để coi coi, chết cha rồi, hôm nay tới giờ gọi điện cho bé Tám ở Việt Nam. Tám là mẹ hàng xóm, hôm nay mẹ hỏi hỏi thăm mình về cái chuyện đi Mỹ đi méo gì đó, để coi trả lời cho mẹ. Thôi chào nha, chào nha, xin chào, gặp lại vào ngày mai nhớ nha. Mấy anh miền Tây mình nó có đi Mỹ á, bỏ nhậu đi nha, qua nhậu khổ lắm á, qua đây đừng có bậy bạ đi bắt hốt bậy bạ nha, tự nhiên cái đang tỉnh thành khùng thành điên đó. Thôi chúc lời rưỡi rắm cho gió, chào.